Đồ Nhật Thanh Huyền xin được kính chào tất cả mọi người. Hôm nay shop xin được hướng dẫn mọi người cách sử dụng một cái con nồi cơm, đó là nồi Toshiba cao tần áp suất hút chân không nha các bác. Đó, cái đây, đây chính là cái đèn chân không của nó này. Mã RC gạch ngang 10VSG. Để chúng ta xem bên trong này. Ok, bây giờ muốn test, muốn hướng dẫn sử dụng các bác thì shop sẽ đổ một xíu nước vào nha. Cái lòng nồi đây, lòng vào lòng vân nha. Ngoài trắng bạc này. Ok, chúng ta cho một xíu nước vào. Các bác nhớ là trong quá trình mình sử dụng thì mình nên thường xuyên vệ sinh cái lòng nồi cũng như là cái nắp này nhá. Rất nhiều các bác là dễ quên cái nắp này lắm. Cái nắp này là shop sẽ hướng dẫn các bác là lấy xuống như thế nào. Chúng ta kéo cái nẫy nhựa màu trắng này lên này, kéo lên và tay đỡ này. Đấy thì nó sẽ rơi xuống luôn nhá. Đây một bi này các bác này. Bơm áp này, hút chân không ở đây. Đó, và chúng ta để vào thì cũng rất là dễ thôi, để đúng vào cái khe bên trong này. Đẩy lên cái nó khực vào trong luôn. Rất là dễ thao tác đúng không ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay về cái việc hướng dẫn sử dụng con này như thế nào nha các bác. Ok, bây giờ thì nồi đã được cắm vào điện 100V rồi. Nồi không thể sử dụng vào cái điện 120V hay là 220V các bác nhé. Chỉ dùng được vào cái điện 100V mà chúng ta phải cắm qua đổi nguồn. Đổi nguồn của con nồi Toshiba này thì tối thiểu là 20A các bác nhé. Tối thiểu là 20A trở lên thì nó mới đủ để cho cái nồi chạy cơm nó chín ngon, dền dẻo được. Nếu mà các bác mà cắm bằng nguồn 15A là cơm nó không chín đều nhé các bác. Có thể là trên sống hoặc dưới nhão hoặc là nó không đều cơm đâu. Đấy, các bác lưu ý một cái việc này giúp shop. Ngoài thì shop đã dán dịch tiếng Việt tất tần tật các nút rồi. Shop gửi các bác xem cái này. Mỗi một con nồi của nhà shop trước khi xuất ra khỏi kho thì đều có cái một cái tờ này. Để tờ hướng dẫn sử dụng nha các bác. Chúng ta sẽ để đây này. Bác nào mà có cái con nồi cơm này nhưng vì lý do nào đó mà chúng ta không có một cái tờ giấy dịch tiếng Việt tất tần tật các chế độ, các chức năng thì có thể liên lạc với shop theo số điện thoại hotline của shop để shop sẽ gửi các bác nhé. Hoàn toàn miễn phí luôn, hỗ trợ miễn phí luôn ạ. Nào, đây là cắm vào và con nồi cơm này vẫn còn pin này. Pin bây giờ chúng ta các bác đợi em một xíu, em bật điện lên. Ok, nồi đã cắm vào điện 100V và nó hiển thị luôn trên này. Nó mặc định là gạo trắng này và nấu eco, nấu sinh thái, nấu tiết kiệm điện đấy. Chúng ta có thể ấn menu ở đây này. Ấn một lần hàng trên cùng này, tức là về các loại gạo. Chọn gạo. Chọn gạo gạo trắng này, gạo không vo, gạo lứt. Đấy, hay là gạo tách, đó. Chúng ta quay lại một lần nữa sẽ về gạo trắng. Thông thường các bác sẽ là nấu gạo trắng nên là chúng ta ấn một lần nữa để cho xuống hàng thứ hai nha các bác. Đó, xuống hàng thứ hai thì đầu tiên là đặt phòng Kamado gì đó, một cái chế độ nấu ăn của Nhật. Tiếp theo là cơm rời này, nấu dẻo này, nấu gạo già, chế độ thường á. Hay chế độ nấu thường, thông thường chúng ta hay nấu ở chế độ nấu thường này và chúng ta ấn nút nấu. Thì các bác thấy này, chúng ta thấy có cái đèn màu xanh không ạ? Nó đang nhấp nha, nhấp nháy đi, tức là gì? Nồi đang được hoạt động, đang hút hết không khí ở bên trong nồi ra. Con nồi này là vừa là cao tần, vừa là có áp suất. Áp suất là gì? Sẽ là khóa kín vung trong quá trình nấu, sẽ không mở vung ra được. Và nó hút hết không khí trong nồi ra rồi bắt đầu nấu ăn nha các bác. Như thế thì cơm của chúng ta sẽ càng ngon hơn, càng ngọt hơn, không bị ảnh hưởng bởi không khí bên ngoài vào. Đó, các bác thấy không ạ? Nó sẽ kêu è è mà báo hiệu cái này trong khoảng 1-2 phút. Sau đó sẽ tự ngắt và tự chuyển sang chế độ nấu bình thường luôn. Đó, rất là dễ sử dụng ạ. Chúng ta tắt đi này. Các bác nghe cái tiếng tạch đúng không ạ? Tạch đấy là cái viên bi ở bên trong nhé. Nó khóa áp suất. Viên bi nó dao động. Và khóa áp suất thì có hai cái ngoàm nó khóa chặt lại ở đằng trước này, làm chúng ta không mở ra được trong quá trình nấu nha các bác. Đó, và bây giờ nếu mà như mà chúng ta không nấu ở chế độ nấu cơm thường thì ngoài chế độ cơm thường thì nồi còn có những chế độ gì? Ấn một lần nữa này. Menu này, ấn một lần nữa để xuống hàng thứ hai này. Xuống đây là Sukuma này. Chế độ nấu nhanh khoảng 20 phút nha các bác. Bác nào mà bận rộn
Hôm nào lỡ mà bận rộn thì chúng ta có thể dùng chế độ nấu nhanh này. Đó, thì có thể là khoảng 20 phút chúng ta có một nồi cơm ngon rồi. Chọn này và ấn nút nấu là xong thôi nha các bác. Tiếp theo là chế độ gì? Chế độ nấu chín thật kỹ này. Đây là chế độ nấu cơm cháy chín nha các bác. Riêng cái dòng Toshiba mà bắt đầu có công nghệ hút chân không thì là bắt đầu có chế độ nấu cơm cháy cho các bạn. Các bác thường nhắc đến cơm cháy thì các bác sẽ nghĩ ngay đến nồi của hãng Tiger. Nhưng mà Toshiba hay là Jojirushi thì những cái nồi mà bắt đầu vip vip ấy là bắt đầu có chế độ nấu cơm cháy này. Riêng Toshiba mà có công nghệ hút chân không là sẽ có chế độ nấu cơm cháy nhé. Nhiều bác không biết thì có thể là quay ra vào Zalo của shop để shop sẽ hỗ trợ các bác cách nấu cơm cháy như thế nào. Thì có chữ cơm cháy đây này. Ấn một lần nữa là gì? Là cơm cháy này. Khoảng 70 phút các bác thấy không ạ? Đó. Nếu mà cơm cháy nấu chín này 45 phút này. Cơm cháy này là ngon nhất là 70 phút này. Rất là lâu đúng không ạ? Tiếp theo là chế độ nấu cháo. Nấu eco hay nấu sinh thái ấy, tiết kiệm điện á. Được không các bác? Đó. Đã lại quay về rồi. Ấn thêm một lần nữa thì là gì? Sẽ xuống cái dưới cùng này. Đây là cái chế độ cách chế biến hay cách nấu ăn á. Chế biến này, ví dụ có lên men, làm lên men bánh này. Hay là làm gì? Làm bánh gato này, các bác thấy không ạ? Đó. Có rất là nhiều luôn, cái này là trứng lòng đào. Đó. Rất là dễ sử dụng. Chúng ta ấn tắt đi thì nó về mặc định luôn nha các bác. Mặc định là chế độ nấu như thế này. Thì chúng ta đặt phòng này là có cái gì? Là những là cái chế độ nấu của Nhật thôi. Nó có liên quan như thế. Và cái nồi này thì ngoài các chế độ mà shop vừa hướng dẫn các bác ra thì nó có cả chế độ ủ hâm nóng. Đây là một cái chức năng rất là cơ bản của nồi Nhật. Còn nấu ăn thì chắc chắn phải ủ hâm nóng, vì trong quá trình nấu, hết một chu trình nấu thì nồi sẽ tự chuyển sang chế độ là chế độ ủ nóng này, để khiến cho hạt cơm của mình luôn luôn được giữ nóng. Đến khi chúng ta không muốn ủ nữa thì chúng ta có thể ấn nút tắt này. Hoặc có thể là cho cơm nguội vào đây để mà làm gì? Để mà ủ nóng lên, ăn cơm nóng như cơm nóng bình thường. Đó. Nhưng mà để khi mà chúng ta đổ cơm nguội vào chế độ ủ cơm nóng này nha các bác, thì nó sẽ khá là lâu một xíu thì nó mới nóng được nhiều. Mới nóng được nhiều như là cái cơm nóng bình thường kia nha các bác. Chứ không phải là mới cho vào khoảng 5-10 phút mà các bác lấy ra ăn thì nó sẽ chưa đủ độ nóng để mà nóng như là cơm vừa mới nấu đâu các bác ạ. Đó. Và bây giờ ngoài cái chế độ ủ cơm nóng này nó còn dùng được cái gì? Là chế độ hẹn giờ. Các bác này, chế độ hẹn giờ đây. Nhưng trước tiên để dùng được cái chế độ hẹn giờ này thì chúng ta phải lấy lại cho cái đồng hồ ở trên nồi cơm này nó về giờ của Việt Nam mình. Giờ hiện tại của Việt Nam mình là bây giờ là 8:46. Shop sẽ hướng dẫn các bác chỉnh lại giờ con nồi cơm này nhá. Chúng ta ấn vào giữ nút giờ này. Các bác nghe thấy tạch tạch không ạ? Đây là tăng rồi thì mình giảm xuống đi. Về 8:46. Ok, và chúng ta ấn nút dũng menu không được nhờ, thì ấn nút nấu xem nào. Ấn nút tắt các bạn. Nồi Toshiba này khi chúng ta chỉnh giờ thì sau đó để giữ lại giờ, không nhấp nháy giờ nữa thì chúng ta ấn nút tắt nha các bác. Đó. Mỗi một hãng thì nó khác nhau một xíu. Có hãng thì chúng ta thể ấn menu, có hãng thì phải ấn nút nấu, và có hãng thì lại ấn nút tắt đấy. Thì chúng ta chỉ tìm kiếm trong ba cái nút đấy để mà giữ lại giờ thôi. Ok. Bây giờ thì nồi cơm đã được trở về với đúng giờ Việt Nam của mình hiện tại, giờ hiện tại của Việt Nam mình. Sau đó chúng ta sẽ ấn được nút nấu hẹn giờ này. Chế độ nấu hẹn giờ này là phải chỉnh cái đồng hồ cho nó về Việt Nam đã các bác nhé. Giờ Việt Nam này. Ấn nút hẹn giờ. Có hai loại hẹn giờ, một là hẹn giờ 1, tức là vào buổi sáng. Thứ hai là hẹn giờ 2 là vào buổi chiều tối. Chúng ta bây giờ là buổi sáng thì chúng ta sẽ chọn vào buổi sáng này và chỉnh giờ của nó nhé các bác. Chỉnh giờ ví dụ bây giờ chúng ta đã ăn sáng rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh để hẹn giờ vào buổi trưa chẳng hạn, là 11:30 chúng ta ăn cơm. Ví dụ như thế các bác nhé. Còn tùy các bác muốn có cơm vào lúc nào cũng được ạ.
Day shop chỉ lấy một cái con số rất là tùy ý thôi. Vào buổi trưa là 11 rưỡi này. Nhưng mà như thế này là vẫn chưa được nha, bởi vì nó đang có nhấp nháy đèn nấu này cũng như nhấp nháy số, tức là gì? Nồi chưa nấu ở chế độ hẹn giờ mà muốn nấu được tiếp là chúng ta phải ấn một nút nấu một nữa các bác nhé. Sau khi ấn nút nấu là gì? Nồi nó hút đèn trên không lên các bác này, đang hút trên không này. Thứ hai là gì? Nó sáng đèn màu xanh ở cái nút hẹn giờ này. Tức là nồi đang được nấu ở chế độ hẹn giờ là 1 và 11 giờ 30 phút trưa sẽ có cơm cho chúng ta ăn. Xin nhấn mạnh đây là thời gian nồi sẽ nấu xong cơm nha các bác, chứ không phải là thời gian nồi bắt đầu nấu, nên các bác cứ yên tâm. Các bác muốn ăn lúc nào thì các bác chỉnh thời gian về cái thời gian đó giúp shop. Ok, có thể ạ. Đèn nhấp nháy đang hoạt động liên tục, là có tiếng kêu e e một xíu nha các bác. E một xíu chứ không quá là ồn hay là quá lâu đâu. Đó. Trên đây thì shop đã hướng dẫn tất tần tật các chế độ nấu của shop của cái con nồi cơm RC gạch ngang 10VSG này rồi. Các bác nếu mà vẫn còn có thắc mắc nào đó thì có thể là liên lạc qua Zalo của shop để shop sẽ hướng dẫn qua video các bác nhé. Đó, mỗi một con nồi cơm của shop thì đều sẽ có một cái tờ giấy dịch tiếng Việt có video hướng dẫn sử dụng nồi cụ thể, cũng như là gì hỗ trợ trọn đời sau khi mua hàng, có vấn đề gì cứ liên lạc với shop. Nồi cơm thì luôn được bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời nha các bác. Nếu thấy video này hay hữu ích thì xin các bác một like và ấn nút đăng ký ở phía dưới kênh này nhé, để cho shop càng có động lực để làm những video hướng dẫn sử dụng nồi cơm khác của Nhật Bản nội địa. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.